những ngón tay đan tay cùng cảm xúc. Đây là phần dự thi đan tay cùng cảm xúc được tổ chức bởi Những Ngón Tay Đan và phát trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Nếu ai đó hỏi tôi chọn gì giữa chữ yêu nồng nàn tha thiết hay chữ thương âm thầm là bền bỉ, thì đáp án của tôi sẽ mãi là thương. Và đối với tôi, một chữ thương còn đáng giá hơn ngàn chữ yêu, và đôi khi chữ thương còn lãng mạn hơn cả yêu. Và câu chuyện mà tôi sẽ chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay sẽ là lời lý giải cho đáp án ấy. Sau đây là Thảo với bài đọc Người Thương Con Nhất, được sáng tác bởi tác giả Cỏ. Vào một ngày cuối thu năm 2014, trong radio nọ, giọng cô gái vang lên đều đều thế này. Mẹ nói, người thương con nhất không phải là người yêu con nhất, không phải là người con yêu nhất, mà chính là người sẽ nắm tay con đi đến cuối cuộc đời. Nếu bây giờ bỏ ghi âm lại, chắc tôi sẽ nhại để ý chang giọng cô gái ấy, cho đến âm điệu. Giọng con gái Hà Nội nghe sao mà ấm lòng. Chắc hẳn cô ấy xinh lắm, hình như mình hơi thiên vị. Đó là câu nói khiến tôi tâm đắc lắm. Rồi người sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời mới là người thương tôi, chỉ cần thương thôi là đủ. Liệu có mấy ai được kiên trì và nhẫn nại, cứ khư khư giữ lấy tay ta, xa rời một chút chắc sợ ta cô đơn lắm. Bàn tay rời bỏ một bàn tay, cảm giác lúc ấy hẳn là như mất đi thế giới. Chẳng phải chiếc hôn đã nhạt, chẳng phải vòng tay tôi ấm, mà đó là cảm giác trơ trọi, không nơi bấu víu. Sẽ có người rất yêu ta, nhưng yêu tôi chưa đủ. Mà yêu quá để làm gì? Cái gì quá cũng mang theo hậu quả nghiêm trọng. Quá để rồi sau những say mê là một đống hoang tàn, rồi cũng vứt ta lại đó như miếng thịt dê nướng quá lửa. Ăn vào thì khó nuốt, mà vứt đi thì ô nhiễm môi trường. Sợ lắm khi ai đó nói, anh yêu em nhiều lắm, anh cần em, anh không thể sống thiếu em. Đừng tin, những kẻ thốt ra như thế miệng đời bôi mỡ, sẽ chẳng được gì đâu nếu dây vào hắn. Cứ thử không đồng ý xem hắn có chết không. Chắc chắn là không. Người yêu ta thật lòng đâu cần phải nói, chỉ cần hắn nhìn, một khoảng lặng im, một cái ôm khi cần, một cái nắm tay khi trơ trọi, đó mới là người yêu ta. Nhưng rồi yêu đến bao lâu, có làm được như thế cả đời, hay chỉ trong chốc lát, rồi khi bị ràng buộc bởi một vài chữ ký và nhìn thấy nhau như cơm nếp qua ngày. Yêu ít thôi, thương vừa thôi, sống vì nhau ít thôi, để đủ khoảng cách và dành cho nhau những ấm áp, đủ để cảm thấy lặng mà giữ lấy nhau. Giữ chẳng phải vì hai từ trách nhiệm nặng nề, chẳng phải vì cái tình cái nghĩa mà giữ nhau, mà đó là để đối phương biết ta cần họ. Có khó khăn quá không, khi chúng ta đối với người ấy, cái gì cũng có một chút, không quá nhiều và cũng không thể mất. Sẽ là hai bàn tay đan nhau mà bước qua cuộc sống. Đôi lúc sẽ tách ra, nhưng không có nghĩa là buông bỏ. Bạn có từng cảm nhận được nguồn điện giật tê liệt con tim khi đã ai đó nắm tay chưa? Đấy, cảm giác lúc đấy là chết đi một nửa rồi nhé. Từ lúc ấy là tim được sạc pin rồi đấy. Cho nên cái nguồn điện ấy mà rút ra thì hệ thống ngừng hoạt động ngay. Thấy không, người thương bạn sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các loại toán, lý, hóa, điện đài, các thứ như thế đấy. Đâu phải nói không là được đâu. Cho nên người dễ dàng nói yêu thương và dễ dàng vứt bỏ bạn thì xin hẳn cái mo cau cho hắn chuột trên sa mạc cho nhanh. Nếu cần thì thêm chút sức đá ngay vào mông hắn để gia tăng tốc độ. Mà cái mo cau thì có tốn được nào, tiết kiệm được ghê không? Khó lắm. Có thể hàng vạn người yêu bạn, nhưng chỉ có một người duy nhất cần bạn và bạn cần, mà may mắn lắm mới gặp được. Tính toán ra thì cũng tựa như chơi duyệt lót chứ không. Ai mà tìm được, chắc kiếp trước ông trời chưa chung tiền chung số nên kiếp này ông bù thôi. Nguy hiểm lắm, không đủ được đâu các bạn ạ. Đừng than ván về những bất hạnh trong tình yêu, bởi vì đúng người thì chỉ còn lại hai từ hạnh phúc, chứ làm gì có thời gian mà rên rỉ vết thương. Đừng dối lòng người và bao biện bằng cách tôi là kẻ bị hại. Làm gì có ai hại được bạn bằng con tim đâu chứ. Vết thương nào cũng có nguyên do cả. Nếu bạn không trọng hiệu người ta thì lấy đâu mà ăn phi tiêu phải không? Các bạn ạ, sau khi đọc xong, đọc lại trong tôi là những yêu thương sâu sắc về tình yêu, về những người yêu và được yêu. Qua đó, tôi xin được thay mặt cho tác giả để nói lên thông điệp trong bài.
Trong đời này, không phải ai cũng may mắn có được người thương và được thương. Chữ thương vượt qua ranh giới của tình yêu, không đòi hỏi bất kỳ điều gì.